Chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một cái video hướng dẫn update sản phẩm từ phần mềm lên cân. Đây là một video cũng có rất nhiều người gọi chúng tôi và nói chúng tôi làm một cái video hướng dẫn cụ thể. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn cụ thể cho các bạn làm sao và làm thế nào để đưa được sản phẩm từ máy tính lên trên cân. Các bạn lưu ý, đây là phần mềm quản lý cân của chúng tôi, phần mềm OKS. Việc đầu tiên của các bạn là phải cài wifi giữa cân và máy tính, nó phải nhận với nhau. Hiện tại thì tôi đã cài wifi xong cho cân và bây giờ muốn biết nó đã nhận hay chưa, rất đơn giản, các bạn vào phần mềm. Đến đây, các bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào. Các bạn lưu ý, bước đầu tiên khi cân và máy tính được nối với nhau thì ở phần Network Start luôn thể hiện chữ Ready. Và nó sẽ có một dãy IP như thế này. Các bạn bước đầu tiên các bạn sẽ tích vào IP. Các bạn chọn Excel file. Thì nó sẽ thể hiện cho các bạn ra một bảng như này. Các bạn lưu ý có hai phần export và import. Export tức là đẩy file ra, tức là ra một cái file mẫu để cho các bạn làm theo. Import là đẩy vào. Nếu trường hợp các bạn đã làm file xong rồi, cái file của chúng tôi nó sẽ làm sẽ bao gồm như thế này. Đây là danh sách sản phẩm. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn từng cột một nó mang ý nghĩa gì. Cột đầu tiên number. Number là đại diện cho số thứ tự, tức là số thứ tự bấm ở trên cân. Nó được đồng nhất giống như item code. Ví dụ ở số 1 các bạn là mông sấn thì cái item code này nó sẽ giúp các bạn và giúp cái phần mềm bán hàng các bạn nhận diện mông sấn nó đang là số 1 thì các bạn sẽ đặt là 1. Name thì là tên rồi, các bạn có thể đánh tiếng Việt có dấu. Tiếp tục đến phần unit. Unit này là đại diện cho kg thì nó luôn là số 1. Nếu trường hợp các bạn sử dụng cái thì nó sẽ là số 2. Price là phần đơn giá. Đơn giá tại sao? Đơn giá ở đây chúng tôi đã mặc định là nghìn. Đây là 158.000, 143.500 chứ không phải thêm 3 số 0. Tại sao bắt cốt lại là số 10? Bắt cốt là số 10 là do chúng tôi mặc định đặt cho các bạn là số 10. Vì chúng tôi đã cài đặt mẫu và cái mẫu bắt cốt của các bạn vị trí thứ 10, print format. Print format chính là mẫu tem. Ví dụ các bạn là một cửa hàng A thì chúng tôi sẽ đặt vị trí thứ 11 cho cửa hàng A. Thì khi các bạn đưa cái file này lên trên cân, cân sẽ mặc định hiểu là sẽ phải in ra cái mẫu tem A của cửa hàng các bạn. Khi các bạn chỉnh sửa xong, thêm bớt sản phẩm rất là đơn giản, ví dụ thêm vào đây số 7. Các bạn có thể cho nó là thịt gà chẳng hạn. Thì đấy, ngẫu nhiên kg phải là số 1 rồi. Đơn giá là 120.000 một kg. Item code là vị trí thứ 6. À, vị trí thứ 7 của thịt gà thì các bạn sẽ chọn thứ 7. Và đây là số 10. 1.000 sản phẩm vẫn là số 10 và 1.000 sản phẩm vẫn là số 11. Sau đó các bạn cần Ctrl S để lưu nó vào. Sau đó chúng ta lại quay lại cái phần mềm. Thì như các bạn phải kiểm tra cân đã kết nối chưa. Nếu trường hợp ở phần Network Start mà offline thì các bạn sẽ không thể đưa được sản phẩm lên trên cân. Các bạn sẽ thao tác như sau, chọn Excel file, đây là biểu tượng Excel file. Các bạn muốn đẩy vào các bạn chọn Import. Sau đó ấn Import Export thì nó ra đến desktop. Thì các bạn sẽ tìm vị trí các bạn đặt file đâu, tôi đang để ngoài desktop. Thì tôi sẽ tìm đây danh sách sản phẩm. Các bạn OK. Đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên là tức là đưa sản phẩm lên trên phần mềm. Tức là ở trên phần mềm của các bạn đã có rồi. Tiếp theo các bạn chọn database. Đây là phần database đây. Các bạn vào Blue.
Blue chính là danh sách sản phẩm. Đây tôi vừa đi thịt thịt gà lên đây. Thì các bạn phóng to ra. Các bạn xem lại một lần nữa coi như là các sản phẩm trên này nó đã đúng với đơn giá của mình chưa này. Đúng hết rồi. Các bạn chọn vào biểu tượng Ethernet. Thì ra đến đây thì IP đã được tích sẵn, download đã được tích sẵn, Blue đã được tích sẵn. Thì việc các bạn sẽ ấn vào XQT. XQT là thể hiện cái finish mark này. Thì tức là cái file về cân đã thành công. Tôi chỉ cần in trên cân ra số 6. Tôi sẽ in ra là nó là chính là thịt gà. Đây, xin lỗi. Thịt gà là số 7. Thì trên cân ngẫu nhiên sẽ nhận được cái thông tin của bạn là đã đưa thịt gà lên trên là vị trí thứ 7. Các bạn in ra đúng là thịt gà. Phần thứ hai thì có một phần nữa, đó là phần print format. Tôi cho các bạn biết tại sao nó lại là 11. 11 chính là cái mẫu này. Cái mẫu này tức là chúng tôi đã cài đặt sẵn cho các bạn sẵn một cái demo, một cái form mẫu tem. Ví dụ chỉ thay đổi cái tên này thành nhà bạn thôi, nhà A chẳng hạn. Thì các bạn luôn dùng mẫu tem thứ 11 này. Và trong quá trình dùng các bạn cảm thấy cái mẫu này nó không hợp lắm, hoặc là các bạn cần thay đổi sang mẫu khác, các bạn có thể liên hệ chúng tôi sẽ cài trực tuyến cho các bạn, hoặc là các bạn đưa một cái yêu cầu qua một bản thảo nào đấy thì chúng tôi sẽ làm cho các bạn. Và những cái việc này nó chỉ mất cỡ khoảng 10 đến 15 phút và chúng tôi sẽ trực tiếp làm cho các bạn. Các bạn sẽ không phải 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 làm cái này, vì ở trong những cái trường này ấy, là chỉ có chúng tôi biết cái trường này nó là cái gì thì chúng tôi sẽ cài đặt nó dễ hơn hơn là các bạn. Bạn lưu ý khi các bạn cài đặt xong và cân đã lên và hoạt động bình thường rồi, các bạn tắt file đi, tắt phần mềm đi. Ra đây cân hỏi các bạn có lưu nó không, các bạn nên lưu ý là yes. Yes tức là các bạn lưu những cái thông tin vừa mới đưa lên. Nếu trường hợp các bạn ấn no thì tức là nó sẽ không lưu lại. Lần sau các bạn lại phải thao tác lại một lần nữa. Đối với sử dụng dòng cân Intem LHFG 30S này thì gần như đối với khách hàng các bạn chỉ việc vận hành, còn lại tất cả những cái phần cài đặt chúng tôi đã cài đặt cho các bạn, khoảng 95% việc của các bạn là làm theo đúng cái video này, up sản phẩm lên là sử dụng bình thường. Trong quá trình xem video mà có thể các bạn không làm được thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0966 198 191 để được hỗ trợ qua trực tuyến hoặc hỗ trợ qua Zalo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hoặc là các bạn có thể gửi những yêu cầu cần thiết xuống comment dưới video cũng được, chúng tôi có thể xem qua và trả lời các bạn ngay tại đấy.